Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc bình đựng tăm bông và giấy vệ sinh của hãng Venco. Cái bình này bằng inox chống rỉ này sẽ giúp chúng ta chứa các cái tăm bông và giấy để các bạn vệ sinh lau mặt đấy. Cái sản phẩm này là dành cho thị trường châu Âu, nên các bạn thấy các cái ngôn ngữ này toàn ngôn ngữ của châu Âu thôi. Còn đóng gói nó sẽ có bình trong này. Đây là phần trên. Khá là nặng vì toàn bộ nó là inox chống rỉ. Đây là phần thân bình, gọi là cái đế thì chính xác hơn, có cái lớp mút này để tránh trơn trượt này, in logo của Wenco. Đây là thông tin sản phẩm, là công ty của Đức ạ. Phần dưới này thì các bạn sẽ xếp những cái tờ giấy lau mặt vào đây. Sau đó thì phần trên này chúng ta sẽ có cái cốc này để đựng cái tăm bông ngoài tai. Rồi nắp này để đậy vào. Cấu tạo nó sẽ như này. Phần trên này đựng tăm bông. Dưới này đựng giấy. Rút dần ra thôi. Đấy, inox chống rỉ nó rất là bền. Nếu mà các bạn quan tâm thì cái dụng cụ để tăm bông này, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.